yêu của mẹ luôn bao la và rộng lớn. Vì con, mẹ có thể sẵn sàng làm tất cả, miễn con được vui vẻ, hạnh phúc. Mới đây, mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh một người mẹ ôm đứa con nhỏ đi cắt tóc, khiến mạng xã hội không khỏi xúc động. Cụ thể, tài khoản H cũng là chủ nhân đoạn clip cho biết, người mẹ này luôn làm việc vất vả để nuôi con. Thế nhưng số tiền kiếm được vẫn không đủ, chỉ buộc phải bán tóc của mình. Chị vơ từng sợi tóc dành dụm kiếm vài đồng để mua sữa cho con nhỏ. H cho hay, được biết, người phụ nữ trên bán tóc được 500.000 đồng. Do quá vui mừng vì nhận được một khoản tiền, chị liền chạy đi mua ngay hai yến gạo và hạnh phúc nói với con. Tối nay mẹ con mình được ăn no rồi, khiến ai nấy chứng kiến đều không khỏi thương cảm. Ngay sau khi clip xuất hiện đã nhận được vô số sự quan tâm từ cộng đồng mạng, trong đó phần lớn dành lời thương cảm cho hoàn cảnh của hai mẹ con, đồng thời ngợi ca tình mẫu tử thiêng liêng của người mẹ. Dù chưa có thông tin xác thực về chính xác của câu chuyện trên, nhưng hình ảnh hai mẹ con ôm nhau đi bán tóc vẫn nhận được nhiều sự quan tâm từ mạng xã hội. Một số mạnh thường quân cũng đã ủng hộ, giúp đỡ. Hy vọng trong thời gian tới, người mẹ sẽ tìm được những công việc cho thu nhập tốt hơn để đủ tiền trang trải cuộc sống và nuôi con.